Hey yo, xin chào tất cả anh chị em. Chào anh em, chào anh em lại quay trở lại với đấu trường ARK một bet ngày hôm nay của mình. Và trong đấu trường ngày hôm nay thì mình sẽ không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ làm một cái video về cái con Godzilla Super Team. Và cái con mà mình làm này đó là con Super Godzilla và con Godzilla. Và hiện tại đây mình có hai con ở trong sàn đấu đây. Đây là con Super Godzilla sẽ kiểm tra cái này. Nó được cộng 88 điểm. Và mình nhân À, mình sẽ nâng cấp cho nó lên cao hơn để có thể cuộc chiến gọi là ok hơn cho nó lên. À, mình sẽ nâng cấp lên. Nâng lên này. Nâng lên level 300. Em của nó đã cao hơn rất nhiều. Còn nó con này là con Godzilla. Sẽ cho lên được 300. Và như các bạn xem cái con ARK này thì hay thì hãy nhớ like đăng kênh ủng hộ mình nha. Nhiều động lực hơn nữa thì mình làm thêm những video khác cho anh em xem. Trường chúng ta ngày hôm nay đã có hai con Godzilla, một con là Super và một con là Godzilla Thunder. Thì hôm nay mình sẽ làm cuộc chiến với con Thor, con Iron. Và phải được chiến luôn rồi. Chiến luôn rồi. Con sinh vật là sinh vật lai tiêu cháy.
Kaiju mốt thì em không thể nào chống lại được hai con Titanus Godzilla của mình. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nha.